Sau đây thầy và các em chúng ta cùng chuyển sang dạng tiếp theo, đó là phản ứng thế halogen của ancan. Trước khi đi vào các cái ví dụ cụ thể thì thầy và các em chúng ta cùng điểm qua một số cái lý thuyết giải toán cần nhớ. Ở trong phần này các em cần phải lưu ý cho thầy một số lý thuyết giải toán như sau. Thứ nhất là cái phản ứng thế của ancan, người ta còn gọi là phản ứng halogen hóa, và cái phương trình phản ứng tổng quát của nó chính là CnH2n+2 cộng KX2 và điều kiện là ánh sáng, được chưa? Tạo thành một cái dẫn xuất thế là CnH2n+2 trừ KXK và cộng với KHX. Đấy, và trong chương trình của các em ấy thì khi mà thực hiện cái phản ứng halogen hóa của ancan ấy, các em thường gặp đối với clor và brom thì thầy đã giải thích ở phần lý thuyết về ancan cho các em rồi đúng không? Thì fluor ấy thì nó có tính oxy hóa rất mạnh, do đó khi mà tham gia phản ứng halogen hóa với ancan thì nó sẽ phân cách cắt cái mạch ancan ra, cái mạch carbon ra, và sẽ tạo thành trực tiếp tạo thành HF và tạo thành carbon, các em hiểu chưa? Đấy, còn iốt ấy thì cái tính oxy hóa nó yếu quá, do đó nó không cắt được cái mạch, không tham gia phản ứng thế được nhé. Thì và các em gặp trường hợp hay gặp đó chính là clor và brom, và hay gặp nhất trong hai ngày chính là clor, được chưa nào? Ở đây các em chú ý cho thầy là các em sau cái phản ứng halogen hóa thì các em sẽ thu được hai sản phẩm, nhớ nhé, hai sản phẩm, trong đó là có dẫn xuất thế của ancan và cái sản phẩm tiếp theo đó chính là HX. HX ở đây có thể là HCl và HBr. Đấy, có một số bài toán người ta sẽ khai thác cái dữ kiện liên quan đến hai cái axit này, các em phải lưu ý cho thầy nhé. Ngoài ra ấy, có một số đặc điểm các em cần phải nhớ cho thầy. Trong cái dãy đồng đẳng của ancan thì từ carbon số 3, tức là từ C3H8 trở đi, thì tham gia phản ứng halogen hóa sẽ tạo ra được hỗn hợp các sản phẩm, tức là tạo ra được nhiều sản phẩm nhé. Và ưu tiên sẽ thế vào carbon bậc cao. Đấy, phần lý thuyết thì đã giới thiệu rồi. Nhớ là tham gia cái phản ứng halogen hóa thì sẽ ưu tiên thế vào cái carbon bậc cao. Một lưu ý tiếp theo đó chính là khi mà clor hóa thì clor thường thế vào ancan theo tỷ lệ mol là 1:1. Các em hay đọc đầu bài hay cho các em dữ kiện đấy. Tỷ lệ mol là 1:1. Thế thì tỷ lệ mol là 1:1 thì sẽ thu được cái dẫn xuất thế chính là monoclor nhé. Tức là chỉ có một nguyên tử clor đính vào, nó thay thế một nguyên tử hydro trong cái công thức cấu tạo của ancan mà thôi nhé các em nhé. Lưu ý tiếp theo đó chính là cái sản phẩm thế monoclor thì phụ thuộc vào cái cấu tạo của ancan. Tức là cái ancan của mình ấy nó có bao nhiêu đồng phân, nó có cấu tạo như thế nào thì cái sản phẩm thế của các em nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu tạo của ancan. Đây, đây một số lưu ý tiếp theo nữa này. Các cái dạng bài toán mà các em thường gặp ở trong cái phần này, thứ nhất đó chính là cái bài toán mà xác định cái số sản phẩm thế, hay người ta còn gọi là cái số dẫn xuất thế, thì các em phải nắm được các cái kiểu tên gọi, cách gọi như thế để khi mà bài toán đưa ra các em cũng biết nhé. Người ta xác định số sản phẩm thế tối đa có thể có của ancan. Bài toán tiếp theo là xác định công thức cấu tạo, hoặc xác định cái công thức phân tử, hoặc là gọi tên cái ancan dựa vào các cái dữ kiện liên quan đến sản phẩm thế. Ở đây các em lưu ý cho thầy nhé. Và lưu ý này, sản phẩm thế thì thường được định lượng. Ở đây các em thấy là sản phẩm thế hay là dẫn xuất thế của chúng ta ở đây chứa clor hoặc là chứa brom thì thường được định lượng bằng cách là chuyển hóa thành các cái kết tủa dạng AgX. Ở đây là chính là AgCl hoặc là AgBr đấy. Thế còn đối với HX thì người ta sẽ định lượng bằng cách là cho phản ứng với dung dịch kiềm. Đấy, phản ứng trung hòa thôi. Sau đó chúng ta sẽ tính được cái lượng HX chúng ta ở đây thông qua cái lượng kiềm mà chúng ta đã sử dụng. Được chưa nào? Thì trên đây là một số cái lý thuyết giải toán liên quan đến cái phản ứng halogen hóa của ancan mà thầy muốn tổng hợp ra đây cho các em. Nó liên quan đến một số cái dạng câu hỏi, dạng bài toán mà chúng ta sẽ xét ngay sau đây. Được chưa nào?
Thế thì sau đây thầy và các em chúng ta sẽ đi cùng làm một số ví dụ, rất đơn giản, nhưng đi từ đơn giản đến phức tạp để các em bổ trợ thêm kiến thức của mình cho phần này nhé.